Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bếp Hùng Cường. Và đầu tiên thì xin phép cho bếp Hùng Cường gửi lời cảm ơn đến toàn thể các khách hàng đã ủng hộ của bếp Hùng Cường cũng như là tin tưởng bếp Hùng Cường trong suốt thời gian vừa qua và cũng như là có những cái phản hồi rất là tích cực về trong cái quá trình mà mua hàng cũng như là sử sử dụng các cái sản phẩm tại bếp Hùng Cường. Và trong video này thì bếp Hùng Cường sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm là bàn mát hai cánh một mét rưỡi của Bega mã sản phẩm là BS2DC6Z nha mọi người. Và sản phẩm này thì sẽ được sản xuất cũng như là nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Sản phẩm thì sẽ có đầy đủ những cái chứng từ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm này cũng như là chứng từ về chất lượng sản phẩm COCQ Và như mọi người thấy thì toàn bộ thân tủ này thì đều được làm bằng inox cao cấp, dễ vệ sinh cũng như là đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Tủ mát hai cánh của Bidea này thì sẽ phù hợp với lại rất là nhiều mô hình kinh doanh ví dụ như là khách sạn này quán ba này hay là quán cà phê và tủ thì sẽ được đặt ở trong hầu hết những cái không gian mà không tốn quá là nhiều diện tích tủ thì sẽ có kích thước là 1m8 nên là nếu mà các bạn thấy nó hơi dài thì các bạn có thể xem thêm cái video giới thiệu tủ một mét rưỡi nha mọi người sản phẩm này thì sẽ có tên gọi là bàn mát bởi vì là phía mặt phía bên trên này này Đấy, cái mặt phía bên trên này của bàn sẽ được làm từ chất liệu cao cấp và thiết kế chắc chắn, dày tới 5 cm, giúp việc sơ chế thực phẩm được, được dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phía bên trong này. Ừ, trước khi đi vào bên trong thì chúng ta sẽ đi sang bên cạnh này trước, mình sẽ giới thiệu một số cái bộ phận ở phía bên ngoài. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy ở đây chính là thương hiệu Bozea, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới rồi phía bên trên thương hiệu này thì chúng ta sẽ có ở đây chính là bảng điều khiển trên bảng điều khiển này có nút màu xanh là nút nguồn này đấy và bên cạnh này chính là bảng hiển thị nhiệt độ này cũng như là tùy chỉnh uh, thời gian tắt bật ở phía bên dưới này ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lỗ tản nhiệt và những cái lỗ này thì sẽ giúp kéo dài được cái tuổi thọ sản phẩm hơn đồng thời thì những cái lỗ này sẽ được thiết kế khá là cách điệu, nhìn cũng đẹp và thẩm mỹ, giúp cho sản phẩm nó được đẹp hơn. đấy như mọi người thấy, phía bên trong này thì sẽ có hệ thống gian lạnh ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong nhé. thì tủ này thì sẽ có hai cánh cửa và có thể mở rộng ở hai bên, ờ, sẽ thuận tiện hơn trong cái quá trình mà chúng ta cất giữ cái sản phẩm, những cái thực phẩm của mình. bên trong thì tủ bên trong tủ này sẽ được làm bằng inox cao cấp chống gì mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dung tích tủ thì lên tới 500 lít nha mọi người sang đến cái phần tiếp theo thì mọi người có thể thấy là toàn bộ cánh tủ này đấy toàn bộ cái phần cánh tủ này sẽ được làm bằng inox cao cấp đấy mọi người thấy không? rất là sáng đẹp đấy và chắc chắn nữa rất là dày để giúp cho chúng ta giữ nhiệt được tốt hơn à, đến cái phần tiếp theo thì là toàn bộ cái viền cánh này, này, đấy, toàn bộ cái viền cánh cửa này sẽ được uh, kèm theo là doang cao su, đấy, toàn bộ cái viền này sẽ có gioăng cao su mềm, bao phủ kín để tránh cái tình trạng uh, thoát nhiệt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng này. thì là uh, gioăng cao su này nó sẽ uh, giữ cho uh, nhiệt được tốt hơn, giúp tiết kiệm điện năng. Những cái gioăng cao su này khá là mềm và tủ này thì sẽ được thiết kế theo kiểu cửa hít nha mọi người có nghĩa là khi mà chúng ta thả ra ấy, thì cửa nó sẽ tự hít chặt lại. Đấy, khi mà mình thả tay ra thì cửa nó sẽ tự đóng khít lại, nó mút chặt lại để tránh cái tình trạng thoát nhiệt trong cái quá trình mà chúng ta lỡ tay chúng ta quên mất trong cái quá trình sử dụng. Ấy. Ở đây thì chúng ta còn có hai cái bản lề bằng inox cao cấp nữa ở phía trên có một cái và ở phía dưới này, đây, ở phía dưới này chúng ta cũng có một cái bản lề nữa bằng inox cao cấp, dày nó rất là chắc chắn mọi, mọi người nhìn qua thì mọi người có thể thấy nó rất là chắc cứng nữa sản phẩm này thì sẽ có đi kèm với bốn cái giá nan đây bốn cái giá nan như mọi người thấy bốn cái giá nan màu trắng này đều phủ một lớp sơn tính điện ở đây thì chúng ta sẽ có một cái túi nhựa đây là những cái túi lẫy nhựa thì nó sẽ gắn vào những cái vị trí ở trên thân tủ đây đấy thì là tùy thuộc vào cái mục đích cũng như là nhu cầu sử dụng mà chúng ta tùy chọn làm sao cái chiều cao nó phù hợp với lại từng cái dòng sản phẩm của mình thì chúng ta móc vào đấy vào sau đó thì treo những cái giá nan này lên làm sao cho nó phù hợp với lại chiều cao sang cái phần tiếp theo thì đây cái chỗ này khu vực này đây chính là cái phần dàn lạnh tủ sẽ được làm lạnh đối lưu bằng quạt gió việc này sẽ giúp cho quá trình làm lạnh được nhanh hơn và lạnh được sâu hơn Đồng thời thì cũng giữ cho mọi cái vị trí ở trong tủ sẽ đều được làm lạnh giống nhau và sẽ giúp cho bảo quản thực phẩm được tốt hơn và lâu hơn cũng như là giữ được cái hương vị của những cái thực phẩm mà được chúng ta bảo quản ở phía bên trong này. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu với các bạn về những cái tính năng này hay là những cái bộ phận ở phía bên trong tủ này rồi bao gồm có nan này hay là hệ thống làm lạnh này hay hệ thống treo cũng như là cánh cửa rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra phía đằng sau đằng sau này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông tin nữa cần uh, lưu ý hơn thì đầu tiên là ở đây các bạn có thể thấy là dây nguồn điện đấy thì cái dây nguồn điện này sẽ dài chừng 2 mét và được thiết kế rất là chắc chắn và an toàn đây các bạn có thể thấy dây rất là to đấy đây là loại dây chịu tải sẽ giúp chúng ta uh, an toàn trong cái quá trình sử dụng mà tránh được cái tình trạng cháy nổ. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có là uh, tem, tem giới thiệu uh, tem về sản phẩm đấy. Đấy, thì trên tem này thì sẽ ghi đầy đủ ví dụ như là thương hiệu là Bajia này, model sản phẩm là BS2DC6Z kích thước sản phẩm thì sẽ là 1m8 này nhân với lại 0,76 và nhân với 0,84 mét nha mọi người và dung tích tủ là 500 ml sản phẩm thì sẽ được sản xuất tại Malaysia còn đây là tem qua test đấy tem kiểm định chất lượng sản phẩm đã được thông qua tem màu xanh này ạ đấy mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm phía sau và mặt bên này thì như mọi người có thể thấy là uh, cũng được thiết kế phẳng từ đấy thì sẽ giúp chúng ta được dễ dàng vệ sinh hơn còn một cái điểm nữa ở cái tủ này đó chính là thiết kế ở phía chân tủ ạ thì bốn cái chân tủ này được thiết kế bằng inox rất là chắc chắn à, đồng thời thì ở phía dưới này nó có một cái gioăng cao su đen đấy mọi người nhìn thấy không ạ đấy thì nó sẽ giúp cho tủ được cố định tại một cái vị trí trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng nó không bị trơn trượt và phía bên trên thì được làm bằng inox to chắc và chân này thì có thể điều chỉnh được từ độ cao là 127 cho đến 152 mm nha mọi người. Và vừa rồi thì bếp Hùng Cường cũng đã giới thiệu cũng như là chia sẻ với các bạn về sản phẩm là tủ mát hai cánh 1 m tám của Mosea. Và khi mua sản phẩm này tại bếp Hùng Cường thì các bạn sẽ được hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tận nơi ở trong nội thành này. Cũng như là sản phẩm này thì sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm. Mọi thắc mắc về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 0982 145 628 để nhận được tư vấn trực tiếp từ các bạn nhân viên kinh doanh hoặc là các bạn có thể ghé qua website bếphungcường.com để tìm hiểu thêm các dòng sản phẩm khác tại Bếp Hùng Cường. Ngoài ra thì trên kênh youtube của Bếp Hùng Cường này thì cũng đã chia sẻ cũng như là giới thiệu tới các bạn rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác ví dụ như là bàn mát này, bếp chiên nhúng này, lò nướng hai tầng này, lò nướng ba tầng này hay là uh, máy cắt thịt này cũng như là máy trộn bột rồi. Thì các bạn có thể tham khảo uh, trực tiếp các cái video uh, tìm hiểu về các cái sản phẩm đó ở trên uh, kênh YouTube này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bạn đã tin tưởng và ủng hộ bếp hùng cường trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bếp hùng cường.